Hơn mà nó về quê nó đau nữa. Về quê thay đổi thời tiết nữa. Lạnh lạnh đau dễ hơn nữa. Tháng này nó về rồi mà. Thì đó không chừng với nghỉ thêm tuần nữa không có đó. Mình đã biết bốn rồi. Gì? Mình đã biết bốn lại mấy vậy? Bên thằng ấy. Không biết luôn. Mình ba mình mới bốn rồi. Mấy nó tự trả luôn nè. Mấy nó tự trả luôn. Mấy cái quần váy này mình may được giúp em mấy quần mua nó ngon. Tiền đồ của nấy thôi chứ. Có đai của nước ngoài mà. Mấy thằng nước ngoài thắng mà may được kiếm mua nó ngon. Quần nó quần của nước ngoài mà chết thôi. Có lớp vở trong tốt. Còn đây lớp vở trong mà cho có mà. Mình bên em chị bé nữa đó, anh nó không làm, anh không làm, anh đợi mình mới lại là rất đau họng. Chắc giờ tối khuya mình đi múc em ăn thử, ăn cầm muỗng rồi là đau họng lại.
Bé đi nhà có dùng kem em? Chứ nó có lá đi làm đào.